Chai nước Lavie 350 ml một chai thì nó xấp xỉ vào gần 2 cân. Em sẽ test thử này. Đây. Mình test luôn. Thì hôm nay giới thiệu cho mọi người đây, hôm nay cửa hàng nhà mình lại về thêm cái mẫu cần câu tay CCTV 8H của hãng Shimano đây. Thì cái cây cần này bán rất chạy tại cửa hàng mình, bán buôn cũng như bán lẻ năm 2020 và 6 tháng vừa rồi 2021 bán rất là chạy. Đấy. Thì cái cây cần này được các anh em đánh giá là 95% là tốt, vì là giá tiền chỉ dao động từ 300 đến 390 nghìn. Đấy. Rất là vừa túi cho các anh em mới tập câu, hay là những anh em câu, kể cả những anh em câu chuyên nghiệp cũng câu con những con cần này. Đấy, thì con những cái con cần này, cái câu tay này 8H này thì vừa câu đơn, câu đài, thậm chí là đánh lục đều được hết anh em nhé. Vì độ cứng rất là cứng. Thì màu sắc thì vẫn như cái con cần bình thường em giới thiệu thôi. Đây. Giới thiệu cho anh em đây. Hôm nay vừa về mỗi size 300 cây. Giới thiệu cho anh em. Từ gốc này. Anh em thấy không? Kỹ không? Đấy, từ gốc nha. Chữ này chữ Đài Loan hay chữ gì em cũng chả rõ. Đây. Cần CCTV. CCTV nếu mà anh em nào biết thì CCTV là một cái kênh truyền thông của Trung Quốc. Đấy, kênh của truyền thông của Trung Quốc CCTV cũng như Việt Nam là VTV đấy anh em ạ. Đấy. Cần này cần 8H nha. Có độ dài 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3. Đấy. Quãng của Shimano. Hàng của Đài Loan em nhá, hàng Đài Loan. Đấy, gia công tại Đài Loan. Đây, anh em cho anh em nhìn, có thể nhìn cái phôi carbon ngoài như này. Phôi carbon hai da nhìn này. Đấy. Vì sao em hay quay ngoài lắng cho anh em cảm nhận được cái cần thật nhất của cái cần đây. Đấy, phôi nhá, xem phôi ở trong này. Đấy, phôi cần nhá. Đấy. To. Đấy, đây này. Đọt này, đọt cái cây cần này là đọt 1,8 ly anh em nhá. Đấy. Thì ở đầu video em cũng test thử cho anh em xem đấy. Mấy cái chai nước sẽ dao động vào gần 2 kg nước đây. Đây là phôi này. Đấy. Đấy. Được chưa ạ? Rồi. Ok. Thì cái độ dài của cái cần này ấy, thì nó với vào khoảng 110 đến 112. Cái 3m6 là cái độ gốc của nó, thì cái độ gốc của nó thì là 214 cm. Cây 4m5 là 243 cm, cây 5m4 là 248 cm. Cuối cùng cây 6m3 đây, cây 6m3 là 266 cm. Cái độ gốc và cân nặng thì vẫn như các size cần trước em giới thiệu. 3m6 là 166 g. Đấy, 4m5 là 228 g, 5m4 là 280 g, và cuối cùng 6m3 là 380 g. Thì em đánh giá cái con này cũng không có rẻ lặng, vì là cần 8H đánh bạo lực,
Đấy, đánh bạo lực thì cho những anh em mà thích câu là bạo lực, thích là cái cảm giác là giật thẳng con cá lên bờ. Thì những cái cần này nhất tính và từ 2 đến 3 cân và tải cá từ 8 đến 10 cân thoải mái em nhé. Đấy. Thì anh em ngoài ra anh em mua cần thì bên em sẽ tặng cho anh em một lưỡi của hãng GW. Bên em vừa về. Thì lưỡi này có các size từ size số 1 đến size số 15 là to nhất đây. Số 1 thì em quên không mang xuống thì em mang số 2 đây. Đấy, từ size số 1 đến size 15 thì anh em mua hàng thì tặng hai sản phẩm. Một vỉ lưỡi và một quả phao câu đài. Một vỉ lưỡi hoặc và một vỉ lưỡi tùy size anh em chọn và một quả phao câu đài như hình đây. Đấy, một quả phao câu đài như hình, được chưa ạ? Đấy, nó rơi vào dài khoảng 40 cm. Đấy, được chưa ạ? Đấy. Em nhắc lại nhá. Sản phẩm khuyến mãi là một vỉ lưỡi và một phao câu đài như trên video này nhá. Đấy, giá bán thì là giá bán chỉ rất là rẻ, vẫn giữ nguyên giá cũ. 3m6 là 300.000, 4m5 là 330.000, 5m4 là 360.000 và cuối cùng cây 6m3 là 390.000, ship toàn quốc chỉ với giá 30.000 anh nhá. Đấy, thì anh em nào mua hàng thì chỉ cần để số điện thoại ở dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp hai số điện thoại ở trên video. Rồi. Đồ Công Minh Phú xin chào toàn thể mọi người, thì mọi người xem video á thì nhớ đăng ký kênh giúp cửa hàng nhà em, để ủng hộ cửa hàng nhà em. Thì, rồi, chào tất cả mọi người nhá. Video này là video số 115 nhá. Chào tất cả mọi người.